Dạ con xin chào cô chú. Đây là hành lý em tiếp chiếc. Con chuẩn bị cho em. Cái này là bịch cám nè cô chú. Hóc với lại mấy cái ngô, bí ngô rồi sắt đó cô chú ơi. Cái chén hút cái muỗng. Cái này là đặc biệt không thể thiếu luôn cô chú. Cái này là thuốc cho em chiếc chiếc cá nè cô chú. Chiếc chiếc cá nó hay bị bệnh lắm cô chú ơi. Không bỏ vô cho cô. Còn dạ còn thiếu cái thao ăn của em nữa là xong thôi chứ. Ai hai vợ chồng rồi chứ. Tối còn lót mình giờ nó banh chành hết. Chíp ơi, chíp à, trời lạnh quá, chíp của con đứng sát thì trong góc luôn. Hai đứa đi bụng nhỏ nha, đi ngoan nha. Lâu lâu chị hai về hai chơi với tụi con ha. Chị hai về thăm Tết này nhất định chị hai về thăm tụi con sắp tới rồi. Hồi lâu chị hai lệnh chị hai về chơi với con ha. Ngày thơ không biết gì hết mà chú. Chíp ơi, chíp 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 à, chíp ơi, chíp ơi, có chưa 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 đi cái cục lúc rồi cái mỏ luôn. Chíp ơi, lạnh quá con trốn trống luôn hả? Lạnh quá chíp chíp của con trốn trống luôn rồi. Thôi con cho mấy em nghỉ gì xíu. Cô chú ơi, có trứng cô chú. Chíp chíp trước khi đi nha, tặng cho con một cái quả trứng vàng nữa nè. Sắp không kêu rồi. Trời cái trứng này đầy côi luôn chú, vỏ nó không có mỏng. Tội với con quá, đẻ xong mệt thì ra con biết tại sao nó chui trong góc nó đứng rồi nó mệt đó cô chú. Trời ơi khổ ghê, con đâu có kêu nó đẻ đâu mà nó đẻ hay chi không biết nữa. Đẻ xong rồi lại mệt. Thương chip của con quá. Anh trống giờ này anh đạp mái biết luôn cô chú. Chíp dự ngắm, luôn. Chị kia chỉ đứng tuốt ở trong góc. Này cô chú, trứng của em chip đã thu hoạch từ lúc mà em còn nhỏ tới bây giờ. Bao nhiêu trứng con cũng quên mất tiêu rồi. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16 trứng, 18, 20, 22, 24, 26. Dạ hai tổng cộng là 26 trứng rồi chú. 6 trứng với lại con lỏng à, bị bể trứng. À bị bể một trứng là nữa hai cô chú. Trứng rồi. Bể mấy trứng ta bể. Hai trứng mà trứng con mẹ, trứng con chiên với con À dạ, bể tổng cộng hai trứng nữa là không là 28 trứng rồi chú. Đây là trứng của hành quả của sản phẩm của công lao con nuôi em. Tặng cho con được 28 quả thì tội trứng gà. nó đúng ra ở nhà con có tức nó đẻ đâu, mỗi lần nó đẻ nhìn nó tội nghiệp, nó ốm quá nhưng mà nó có nó đẻ hoài giờ biết làm sao. Dịch mà bình thường không có chiếc trống cũng đẻ nữa. Đẻ hoài thôi. Đẻ hoài nó ốm nhom nhát mà đẻ xong á nhớ cô chú nhìn nó mệt mỏi lắm chứ thấy nó mệt á như hồi nãy là cô chú thấy là nó đứng trong góc nó đứng hoài nó không ra là nó mới chắc nó mới đẻ. Thôi
xong. Dạ con với mẹ trộn một ít cơm với thịt gà cho mấy em ăn. Mà bây giờ có mình bé Sơn ra rồi cô chú. Ngồi đây. Ngày đêm cho nó miếng cơm đó cả nhà ơi. Cơm thịt gà. Sơn nó chịu đực nữa rồi nó cô chú, nó đứng nó ăn mà 4-5 con đực nó nhi thằng thầy biết không. Rồi nó đang Đen ơi, trời Đen lại trễ quá. Dạ, được phải không hả? Không có gì đâu. Tới mùa chịu đực nó cũng không có rồi cô chú. Cái Đen là đực bé này là bé cái. Đây anh này anh được. Ôi dành cái á cô chú, dành cái á Đen. Nó dành cái nè. Nó thấy con này con cái nè. Nó dành nè. Cái Đen rồi hả? Hai con đực con kia đang giữ giữ ta. Bị đuổi chạy rồi chứ, chạy mất tiêu rồi. Thấy nó ngủ nó không còn nhiều không? Thấy nó nằm nó ngủ hoài còn ngủ. Mình thấy mà cứ nó đỡ, con này nó đỡ, còn con này không biết. Rồi đeo khẩu trang vô nha. Em thấy nó có con bầu nó có ngủ liền chứ em thấy nó ngủ quá trời. Nó ngủ là càng tốt, đang có bầu ngủ liền tốt luôn. Nó ngủ hoài luôn. Con này do con này nè, con này nó mạnh lắm, con này nó lay. Sao không? Đúng rồi. Sao? Ngày nào con vô nó cũng canh con vậy đó. Ngày nào vô út canh chị hai vậy hả? Làm gì mà thương chị hai dữ vậy? Ôi sao dạo này có cái chuyện gì trong người đúng không, sao mà cứ kêu với gió vậy hai ngoại? Không con làm gì nó cũng đi theo hết á, con lấy đồ cho ba với mẹ nó cũng đi theo. Sao ô ô ai
Con đứng lên cái nó kêu này nha. Sao? Bé lượm mà bé vàng cũng đã đỡ nắm bớt rồi cơ chú. Mấy bữa nay ba con đi chích với hỗ trợ sức thuốc rồi nên cũng em nó cũng giảm bớt rồi. Sao? Ú ơi. Ú ơi. Đi theo vậy luôn hoài luôn á. Sao em? Trời ơi, hai cũng kêu con á, dạng đen cũng kêu con, ú thì nó đu lên nó kêu con. Ơi ra con, thôi ra đi, ra cho đi chơi xíu nè, có gì hay nhốt lại ra, họ ra đi yêu yêu hoài. Cái đen được cái nó hòa đồng á, giống giống nó hiền giống cái vàng nên nó mấy bé cũng không có nổi ăn hiếp nhau, chỉ có bé lượm hơi dữ thôi. Cái đèn không biết nó còn theo con nữa. À vẫn còn không có chứ. Sao anh vàng anh cũng muốn ra mà anh bị nắm anh không phải ra nữa cô chú. Ra sợ lây mấy em. Để hết con thả ra liền. Cô chú này thấy ú mặt không chú? Bụng bự quá trời luôn. Bờ cũng lớn nữa, cái bờ này cũng lớn rất là nhiều luôn rồi, nay nhìn lưng một lưng đen này lên ký. Lợm ơi, lợm, lợm ơi, lợm à. Tội nghiệp cái lượm, con cũng muốn cho em nó ra chơi lắm nhưng mà tiếc em bị nấm, mà nấm nặng nhất trong mấy bé nữa, nặng hơn mấy vàng nên là con phải cách ly chung với vàng luôn. Nếu mà có được thả ra chơi chỉ có mấy vàng thả trước thôi chú. Dạ con cũng xin kết thúc video clip tại đây. Con xin chúc cô chú và cả nhà mình xem clip vui vẻ và một ngày mới an lành và hạnh phúc. Dạ con cảm ơn cô chú và cả nhà đã luôn ủng hộ cho con và tất cả các bé. Dạ xin con xin bye bye cô chú và cả nhà mình.